Lan xin thân ái kính chào quý các khán giả và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thương mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của đài Hùng Việt TV từ 7 tới 8 giờ. Chương trình sẽ được chiếu lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những tâm sự vui buồn, những chia ly mất mát trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, thì có những chàng trai rũ bỏ sách đèn bảo vệ quê hương, thì có những tiếng hát cất lên vì những cuộc tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương đến với những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ đón nhận các cựu chiến binh, các người vợ lính cũng như là các người yêu của lính đến với chương trình qua email liên lạc tienghathauphuong@yahoo.com hoặc là chúng ta có thể trao đổi trực tiếp trên làn sóng với số điện thoại 714-933-7877. Trước nhất, chào Phương Quế. Ủa? Wow, Phương Quế sao nay bự vậy? Trần Thanh Lan dở giây phút đầu giờ thưa quý vị. Chào trung sĩ nhất Quốc Anh, Nguyễn Nhân Tiến. Và chào anh Nguyễn Nhân Tiến, anh Quốc Anh. Chào Trần Thanh Lan. Trân trọng kính chào quý vị khán giả và các chính hữu. Hôm nay hạ sĩ Phương Hồng Quế có công tác, thành ra tôi sẽ xử lý thường vụ công việc này. Và chào một lần nữa, chào Trần Thanh Lan. Có dịp anh em mình lại trở lại cái chương trình này. Một lần gặp gỡ cách đây mấy tháng giờ còn nhớ hoài cái chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Thì hôm nay mình có vị khách đặc biệt lắm phải không? Dạ thưa em, kính mời quý vị. Hôm nay Trang Thanh Lan, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương hân hạnh được đón tiếp Trung úy Trần Thi Vân, binh chủng biệt động quân Liên đoàn 1, tiểu đoàn 21. Anh đã gửi một phần thân thể trên mảnh đất quê hương khi cuộc chiến ở Việt Nam. Và em xin chào anh Trần Thi Vân và Trung úy Trần Thi Vân ạ. Dạ em mời anh chào khán giả thưa anh. Dạ thưa máy anh đây thưa anh. Dạ. Dạ thưa anh có lời gì với khán giả đầu giờ không thưa anh? Đầu giờ thì tôi cũng thành thật chúc mừng, chào mừng tất cả quý khán giả đài Hùng Việt TV. Dạ em chào anh. Cũng như chúng ta chào em Nghĩa Sữa, bữa nay bẩn áo, trời ơi. Quá trời mùa hè rực rỡ luôn. Lộ con. Anh Quốc Anh, hôm nay thì em Quế chúng ta đã đi vắng rồi, thì tuần sau sẽ có mặt lại. Thì hôm nay anh đến với chương trình, anh giới thiệu anh Trung úy Trần Thi Vân. Thì em nghĩ là anh có vài lời gì với anh Trần Thi Vân trước không ạ? Thưa anh, tôi rất được hân hạnh gặp gỡ anh ngày hôm nay trong tinh thần của cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô anh cũng đã nghe nói nhiều về anh, những buổi sinh hoạt của cộng đồng, những buổi sinh hoạt trong những ngày lễ hội 16, 19 tháng 6 chẳng hạn. Thì hôm nay mới được cho hân hạnh tạm mặt để được trò chuyện cùng anh. Thì trong cái tinh thần đó, anh bây giờ là những chiến hữu của anh, nếu theo dõi chương trình này thì sẽ gặp gỡ với anh. Thì anh cái niềm vui đã mở rộng. Và cái cảm tưởng của anh như thế nào khi anh ngồi ở đây trong chương trình Tiếng Hát Hậu Phương để anh gửi cái nỗi lòng, cái tâm tình của anh đến khán thính giả và các 50 tiểu bang và các cựu quân nhân, cựu quân nhân như đồng đội của anh khắp nơi trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang theo dõi chương trình này thưa anh. Cảm ơn anh ca sĩ Quốc Anh và cô ca sĩ Trang Thanh Lan. Tôi cũng rất được hân hạnh được quý vị cho hôm nay được ra mắt khán thính giả của đài Hùng Việt TV khắp nơi ở nước Hoa Kỳ này. Đó là một điều vinh hạnh cho một người thương thương binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng còn sống sót. Dạ, thưa anh cho em hỏi câu hỏi đầu tiên của em là anh nhập ngũ năm nào thưa anh? Nhập ngũ thì tôi là một thanh niên, một học sinh. Sau khi tốt nghiệp tú tài phổ thông xong rồi thì tôi tình nguyện đi khóa 22 sĩ quan Thủ Đức. Thì nhập ngũ vào tháng 3 năm 1966. Và ra trường
ngày 15 tháng 12 năm 1966. Dạ, ra trường năm 66. Dạ. À, sinh quán ở đâu thưa anh? À, sinh quán thì là gốc thì là Quảng Nam. Dạ. Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng mà tranh trú quán, tranh quán thì tại Phan Rang, Ninh Thuận. Dạ. Dạ. Wow. Dạ thưa anh, em thấy là anh đã gửi một phần thân thể trên quê hương của chúng ta. Với hai cái chân của anh đã không còn trên thân thể anh nữa, thì thưa anh, cho em biết và khán giả biết anh bị thương năm nào và ở đâu ạ? À, thì chung chung là cũng bị chiến trận. Lúc đó tôi đang là đại đội trưởng đại đội 1 của tiểu đoàn 21. Cái cuộc hành quân này thì nó không có nặng lắm, trận đánh này nó cũng nhỏ thôi. Thì trong một buổi chiều đó, vào ngày 3 tháng 3 1974 tôi đạp mình. Tôi đạp mình thì bị thương cả hai cái chân. Về đưa về trong đâu thế anh đạp mình bị đâu? Ở Quảng Ngãi. Yeah. Bị ở Mộ Đức, quận Mộ Đức, Quảng Ngãi. Yeah. Đưa về Quảng Nam thì đưa về bệnh viện Duy Tân Đà Nẵng, thì sau đó đâu khoảng 3 ngày 4 ngày thì họ cưa, bắt buộc phải cưa, bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng gangrene, nó ăn trong xương thì là phải cưa. Yeah. Cưa hai lần. Lần thứ nhất trên cái trái, trên bắp cá, lần thứ nhì là trên đầu gối. Tức là bị thương một lần nhưng mà bị cưa chân hai lần hả? Cưa hai lần. Dạ. Tại vì nó nhiễm trùng mà. Có nghĩa là nếu mà anh được đưa về bệnh viện gấp thì có thể là cứu được không thưa anh? Không, có đưa về gấp cũng bị luôn. Tại vì cái trái miệng đó nó đã có vừa trùng trong đó rồi. Dạ dạ. Cho nên nó nhiễm liền. Thường thì Việt Cộng khi mà nó làm trái miệng đó, nó để những chất bệnh. Wow. Nếu mà chất bệnh. Ủa, em lại tưởng mà khi miễn mà không? Mình bị thương rồi là mình bị nhiễm trùng ngay. Nhưng mà thưa anh, trái nổ đó nó lớn hay là nhỏ? Lớn. Nó bỏ chất nổ TNT ở trong một cái trái, trong một cái coi như là một cái hộp, một cái hộp mà biến dế thôi. À, có nghĩa là tụi nó cái chất nổ TNT nội hóa, tụi mình nội hóa, nội hóa, tự chế lấy. Và nó trộn những đấy, chất dơ bẩn trong đó. À, khi mà tụi mình đạp cái là nó đạp nó bị thương rồi là cái chất bệnh dơ bẩn đó là nó làm cái vô máu, tức vô xương. Dạ. Thì khi mà gọi là vi trùng gân rây. Dạ. Bác sĩ cho biết là vi trùng gân rây. Gân rây. Mặc dù có tái thương kịp thì về đến quân y viện thì đã bị nhiễm trùng rồi, nhưng vậy thời gian lúc mà bị thương chờ đợi để tán thương về lâu không anh? Không, cũng có đâu khoảng một buổi. Một buổi không lâu lắm rồi thưa anh. Buổi là quá lâu. Một buổi không lâu lắm rồi thưa anh. Nhưng mà thưa anh, không biết có phải tán thương, khi tán thương là một cái quyết định quan trọng lớn trên chiến trường. Cái mong muốn của mình trên chiến trường khi tác chiến và bị thương là cái điều ưu tiên một là luôn luôn mong muốn được tái thương nhanh. Yeah. Và là rất là hữu hiệu thì là mạng sống mới được bảo toàn được. Nhưng trường hợp của anh bị nguyên một trái mìn, một mình anh bị nguyên trái mìn cái đôi chân mà cả một buổi chờ đợi thì bị anh nó gây một cái kết quả như thế này. Nhưng mà thưa anh, và cái cảm giác đầu tiên khi anh bị mìn như thế nào và khi sau khi tỉnh lại thì cảm giác anh như thế nào? Nó đại khái nó vậy. Yeah. À, khi tôi vô cái vườn đó để mà tôi tìm, tôi lục soát có mình tôi với ông Thường Vũ. Yeah. À, trung chính nhất Thường Vũ. Yeah. Của đại đội. Yeah. Hai anh em đi vô nữa. Tôi không có cho lính đi theo, tôi không có cho nghĩa là mấy trường tinh rồi anh em trường tinh rồi đi theo. Tôi đi theo thì cả chục người nữa thì là hãy bị cái này là có lẽ bị thương là bị lây. Thành ra tôi bắt ở ngoài vườn hết để tôi với Thường Vũ đi vô trong thôi. Yeah. Nhưng khi vô rồi thì là tôi đạp tới mình thì tôi bị hai chân trên mắt cá, còn ông Thường Vũ thì ông bị một chân, sau này ông cũng bị cưa một chân luôn. Oh, nó cũng có trái đó đó. Yeah, yeah. Thì khi mà bị như vậy thì nhẹ thôi. Nó hai cái mảnh vô trên cái mắt cá, ổ chân nó chỗ mắt cá cũng vô. Cái chân phải này thì thấy cũng được, chân trái thì nó gãy qua bên, thì nó chảy máu ra thì tôi lấy cái chân phải này tôi gạt đắt, cũng như tôi lắp lại. Yeah. Cái máu đó mà, tôi yeah lắp lại được. Đó. Chân này đắp vô chân kia đó hả? À, tôi lắp đắt đó. Yeah. Tôi sợ rui đó. Yeah, yeah, yeah. À. Thì lúc đó là trên tiểu đoàn nó gọi xuống. Vì cái mìn này nó nổ lớn lắm. Thì trên tiểu đoàn nó gọi xuống, nó hỏi cái điểm đứng, tức là cái tọa độ đó. Yeah. Thì cái người làm máy chạy vô. Vô thì tôi nghe trong cái speaker nó phát ra như vậy. Thì yeah, ông tiểu ông trưởng, thì tôi biểu đưa máy tôi cũng nói được mà. Yeah. Tôi còn chấm được cái tọa độ. Yeah. Cái bản đồ nó dâng ra đầu kia thì tôi biểu lính tới liệm cái bản đồ tới đây. Tôi lấy cái này tôi gạt, tôi chùi bụi như bậm xong rồi tôi chấm tọa độ tôi gửi lên. Tôi báo lên cho tiểu đoàn biết là như vậy. Là có hai dài hạn, có nghĩa là yeah không phải là ngắn hạn. À, hai, có hai ngắn hạn chứ không yeah phải là dài hạn. Yeah, là yeah ngắn hạn có nghĩa là yeah như
Nhưng mà anh biết là bị thương thôi. Dạ. Rồi đại khái là chấm như vậy, cái anh em khiêng ra ngoài. Khi mà khiêng ra ngoài đường thì là tôi mê man liền. Mất máu nhiều. Hình như ảnh hưởng, không phải mất máu nhiều mà ảnh hưởng cái trùng. Và anh được được tại thương bằng đường bộ hay là bằng trực thăng? Khi ra ngoài đó thì chưa mê liền, chưa mê liền thì tôi nghe nói rằng sẽ đem chiếc rép của tôi tới. Tôi có chiếc rép chạy đang đậu ở trong mộ Đức á. Thì đang tới tôi không chịu. Tôi bảo phải đem cái RMC. Chứ hồi đó không có tàu bay, thật tình ra mà không có tàu bay khan hiếm rồi. Thì tôi biểu chiếc xe rép là để cái băng ca, tức là nó lòi đầu lòi chân. Ủa năm đó xin lỗi anh, năm đó năm nào thưa anh? Tháng 3 74, ngày 3 tháng 3 74. Có như gần tàn cuộc chiến rồi. Thì tôi biểu đem RMC để lên họp viên, để RMC cho nó an toàn, chứ còn xe rép thì để cái băng ca nằm ngang. Nằm ngang sẽ lòi cái chân, bên này lòi cái đầu. Rồi nó chạy nó hướng phải xe cộ rồi sao. Đó là cuối cùng phải chờ cái RMC tới. Rồi đưa lên bệnh viện Quảng Ngãi cái đó. Lên đó là tôi mê luôn. Nhưng mà sau khi tỉnh dậy thì cái cảm giác anh như khi thế nào? Khi tỉnh dậy thì tôi thấy nó đau nhức lắm. Dạ lúc đó là hai cái chân đã bị cưa chưa? Chưa. Đau nhức lắm. Thì tôi mới xin, thì nhân cái dịp cái bữa đó ông bác sĩ tới coi hai cái chân lại. Thì tôi mới xin ổng về Đà Nẵng. Tôi nói về Đà Nẵng cho gần gia đình tôi chăm sóc tôi, chứ còn ở đây không có thân nhân. Ở Quảng Ngãi không có thân nhân. Dạ. Cái rồi ổng chấp thuận, bác sĩ chấp thuận thì sáng năm sau là tức là năm đó là qua vậy mà hai ngày rồi đó. Cái qua ngày thứ ba là cũng là xe thôi, ambulance nó chở về về tới Duy Tân, Duy Tân Đà Nẵng. Rồi về tới Duy Tân Đà Nẵng cái thì là cưa đó. Bắt đầu là nhiễm trùng nặng rồi đó. Khi mà bác sĩ quyết định cưa có hỏi ý kiến mình không? Không. Lúc đó mê man rồi, lúc đó là cái đó là đặc biệt con cái là bác sĩ ở bệnh viện đó, họ quyết định lấy chứ không bỏ. Cái tình trạng, cái tình với trạng cái tình trạng mà anh bị thương nặng như vậy mà đã bị nhiễm trùng như vậy là bắt buộc phải cưa không? Dạ, phải cưa. Không phải có ý kiến gì khác. Không. Nếu không cưa, không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì khi mà cưa trên bắt cá rồi á, thì đâu khoảng 3 ngày sau, thì bác sĩ tới có nói lần nữa, có nói là cưa lần này phải cưa lần thứ hai thêm nữa. Bởi vì trùng nó ăn trong xương á, cái trùng gan rê nó ăn trong xương chứ không ăn ngoài thịt. Khi mà nó ăn trong xương thì nó không bám. Thì nó không bám vào xương. Cho nên bắt buộc phải cưa, nó có bám. Thứ gì mà đọc gì thì tôi có trả lời với ông bác sĩ, tôi nói ok, đã cục rồi thì bây giờ cưa mấy khúc cũng cục thôi. Đó là lời tôi nói nguyên văn cái lúc đó. Rồi cái là đưa lên cái phòng đánh thuốc mê. Là phải làm cái chuyện đó để giữ lại cái mạng sống của anh. Mà khi cưa xong rồi về, cái là về tôi về lại cái phòng A1 của sĩ quan nằm đó, thì tôi tỉnh liền. Bây giờ nó không còn nhiễm trùng nữa, tôi ngồi dậy được. Đó, tôi chống hai tay tôi ngồi dậy được, vui vẻ, không đau, không nhức, không gì hết. Đó là cũng ơn trên thương cho anh đó, được cái. Rồi tôi nằm cho tới đâu khoảng mấy tháng gì đó, rồi cộng sản nó vô nó đánh nó chiếm cái vùng một, năm tỉnh vùng một. Anh nó vô Di Tân, nó vô nó đuổi. Anh đã xuất viện chưa? Chưa, nó vô nó đuổi. Thì nằm trong bệnh viện nhưng mà nghe ồn ào ngồi rồi, nhưng mà nó vô nó mít hai đầu lại, nó vô đuổi hết. Nhưng mà khi năm 1975 anh đang ở đâu thưa anh? Thì 75 thì tôi đang còn, tôi chạy vô Sài Gòn. Chạy Sài Gòn. Lúc đó rồi cuối tháng 3 nó đuổi. Coi như hắn đuổi ra khỏi bệnh viện Duy Tân tất cả chứ không phải riêng gì tôi. Kẻ chống nạn, kẻ ngồi xe lăn, kẻ ôm bị máu, kẻ này cái nọ, như trong quyển sách Anh Hùng Bạc Mạng tôi có tả đó. Đi đuổi hết ra. Rồi tôi về nhà, gần nhà ở cũng Đà Nẵng. Về đó rồi thì tôi có ông già nuôi có tàu đánh cá. Sau đó một ngày thì là lấy tàu chạy Vũng Tàu. Lấy cái tàu đánh cá đó. Anh có bị đi tù cộng sản không thưa anh, sau 75 á? Thật ra là tôi phải trốn. Tôi phải trốn tại vì mặc dù mình là thương phế binh, chưa chắc nó đã tha. Nhưng mà mình là sĩ quan. Sĩ quan mà thật mà nói, ở đâu cho vùng một chiến thuật đó, tiểu đoàn 21 bình quân tôi nổi tiếng. Và trong đó có bốn đại trưởng thì tôi cũng là một trong bốn đại trưởng, cũng là khác danh về vấn đề hành quân. Cho nên nó biết hết rồi. Gây phải kinh hoàng, anh đã là một trong những đơn vị đã gây kinh hoàng cho là nó phải dọn. Mỗi lần đụng chặt, anh đã biết tiếng tâm của đơn vị hết. Đấy, là vì vậy đó. Mà tôi biết tôi phải trốn, phải đi vô Vũng Tàu. Em thấy hồi nãy anh Quốc Anh có đặt một bài hát để tặng anh Trung úy Trần Thi Vân cũng như là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như các anh thương phế binh. Một bài hát hồi nãy Trang Thái Lan nghe thì rất là xúc động. Em có thể mời anh hát để tặng anh Vân cũng như là các anh chiến sĩ Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa và khán giả của Tiếng Hát Hậu Phương nghe hay không thưa anh?
Vâng, thưa anh, đây là cái duyên tao ngộ giữa một người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và một người cựu chiến binh Biệt Động Quân của chúng ta. Thì trong cái tâm tình đó thì em sẽ mượn một cái bài hát, mà Quốc Anh đã chọn nhạc, Quốc Anh đã phổ nhạc từ một bài thơ cũng của một người anh em cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Đó là một bài thơ của Trung úy Trạch Gầm. Trung úy Trạch Gầm là anh là thi sĩ quân đội. Anh có những cái bài thơ nói về, nhắc nhở về cuộc đời lính chiến của chúng ta rất là hào hùng. Và Quốc Anh đã chọn một bài thơ của anh, nó có cái tựa đề là Anh Phải Sống. Và xin được coi đây là món quà tao ngộ của Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến tặng cho Trung úy Trần Thị Vân chiến hữu món quà này. Cảm ơn anh, ca sĩ Quốc Anh. Cảm ơn. Cánh tay này anh tặng cho Triệu Phong, đôi chân này cho trận đánh Bình Long, thân thể cắt để duy trì mạch sống, chia tuổi đời để gìn giữ quê hương. Sông bên lề kẻ lạ, phố phường quen, ôi thương đời, thương vận nước nổi trôi. Nên anh phải sống, và anh cần phải sống để mai này về đạp đổ đau thương. Dân quen quen tháng ngày tàn phế, nhưng không quên bao nỗi nhớ bạn bè. Đây khe xanh, đây tuyến đầu mò vẹt, anh hiên ngang gieo kinh hồn bạt vía quân thù. Tháng tư buồn lũ giặc cộng về gieo tàn hoang, ôi đau thương này anh bật khóc từng đêm. Nên anh phải sống, và anh cần phải sống để mai này về đạp đổ đau thương. Anh dần quen quen tháng ngày tàn phế, nhưng không quên bao nỗi xanh, đây tuyến đầu mò vẹt, anh hiên ngang cho kinh hồn bạc vía quân thù. Tháng tư buồn lũ giặc cộng về gieo tàn hoang, ôi đau thương này anh bật khóc từng đêm. Nên anh phải sống, và anh cần phải sống với quê mẹ
phải sống, bạn anh cần phải sống để mai này về đạp đổ. Quý vị khán giả có thể gọi vào đài để chia sẻ với Trung úy Trần Thi Vân cũng như Trung sĩ Nhất Nguyễn Nhân Tiến. Điện thoại là 7149337877. Thì Trang Thanh Lan cũng đã thấy có một cái thơ gửi vào của anh Cảnh gọi từ Virginia Beach. Anh xin gửi lời chào đến Trung úy Thi Vân, ca sĩ Trang Thanh Lan, ca sĩ Quốc Anh, sự nghĩa sữa. Anh cũng là một cựu quân nhân binh chủng nhảy dù. Anh muốn yêu cầu ca sĩ Quốc Anh hát bài Anh Hãy Sống. Mới rồi hả Phong Anh? Anh phải sống. Wow, cái này là thần giao cách cảm. Do chính Quốc Anh sáng tác, anh gửi lời chúc sức khỏe đến các ca nghệ sĩ, Trung úy Thi Vân cùng các anh chị em trong Đài Hùng Việt để càng ngày có nhiều chương trình hay hấp dẫn để phục vụ cho bà con tại hải ngoại. Cảm ơn anh Cảnh rất là nhiều, thưa anh. Cảm ơn Cảnh rất nhiều, cảm ơn Cảnh. Em nhảy xin dù cố gắng và biệt đồng quân sát sát. Em có nghe anh Quốc Anh nói là anh Thi Vân, Trần Thi Vân, Trung úy Trần Thi Vân ngoài một trung úy ra thì còn là một cái nhà văn nữa. Anh cho em biết là những tác phẩm nào của anh đã từng viết và đã xuất bản ở đâu rồi thưa anh? Tôi có hai tác phẩm, thật ra nó là cái góc khác là hồi ký, nhưng mà tôi để là truyện dài là vì nó dài thật, thành ra tôi để truyện dài cho ra vẻ tiểu tiết một chút, chứ thật ra là nó là hồi ký, đó là chuyện thật. Đó là quyển thứ nhất là quyển Anh Hùng Bạc Mạng. Anh Hùng Bạc Mạng phát hành đó, in bắt đầu năm 1996. Và cái cuốn thứ hai nó cũng là truyện dài là Tiếng Hờn Trăng Mây. Tiếng Hờn Trăng Mây thì sau đó năm 2000 phát hành, năm 2000. Tức là anh viết từ lúc nào mà mới phát hành sau này thôi thưa anh? Thật ra nó chuyện thật là khi mà qua Mỹ rồi thì tôi mới dám viết và dám phát hành hai quyển. Cho em có kiến anh thưa anh qua Mỹ bằng cái diện gì mà nó tôi qua đây là hồi năm 83 tôi vượt biên. Vì hồi đó là chưa có chương trình ODB, chương trình HO. Thành ra tôi vượt biên cùng với thằng con Úc, thằng con bé tôi hồi đó nó 7 tuổi. Hai cho con đi. Và thành công. Đi một lần lọt luôn ha. Gặp đầu Mỹ thế giới. Cũng gian nan cả. Thì qua đây coi như có mặt tại Cali tháng 9 83. Dạ, trong cái cuốn Tiếng Hờn Trăng Mây đó là anh nói về cái gì thưa anh? Cuốn Tiếng Hờn Trăng Mây thì cái bối cảnh của nó là sau 75. Là cái lúc đó là dưới chế độ cộng sản rồi. Sống gian khổ và tôi phải làm rẫy làm nông, bò lết để mà làm ăn ở trên huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đức Trọng. Thì tôi nói về những cái điều đó. Và trong đó tôi có một cái chương tôi nói về nhà thơ Xuân Diệu, thi sĩ Xuân Diệu đấy. Xuân Diệu là đại khái tôi coi như là một ông cậu. Ông vô thăm gia đình. Tôi từ đó tôi mới biết được trong gia đình thì bà già tôi là ông chồng sau của bà già tôi kêu bằng Dượng đó. Cái ba tôi thì chết rồi. Thì ông Dượng sau đó, thì không ngờ ông Dượng này tên là Hồ Cũ, Hồ Đắc Tủ đó. Thì đại là người, cái nhân vật mà đồng tính liếng ái với lại Xuân Diệu. Trong văn học đều biết cái điều đó. Nói rõ là Xuân Diệu có một cùng một huyết thống với anh. Không huyết thống. Có liên hệ hay là có liên hệ gia đình thôi. Gia đình thôi. Nhưng mà anh gọi là cậu. Tôi cậu là vì em của bà già. Em mà không phải em ruột. Vâng. Nhưng mà lại là đồng tính ái với lại ông Dượng tôi. Tức là đời sau của bà già tôi. Dường như đúng được. Quốc Anh đã có đọc qua một đoạn ngắn về cái câu chuyện đó trên một tờ báo nào đó. Thì hôm nay thì mới biết rằng anh đã có hai cái cuốn sách quý hóa quá. Anh có mang theo không anh? Dạ không, cấp tiến không. Vậy thì nhưng mà anh có xuất bản để tại nhà xuất bản nào không thưa anh? Có bán mấy cái tiệm sách ở đây. Ôi, tức là tác phẩm Tiếng Hờn Trăng Mây và Anh Hùng Bạc Mạng là anh viết về cái gì thưa anh? Tiếng Hờn Trăng Mây thì nhắc lại là Tiếng Hờn Trăng Mây là cái bối cảnh như nãy tôi nói đó. Trong đó có cái chương sau 1975 là có Xuân Diệu, và 75 là có Xuân Diệu đồng tính liếng ái đó. Đó là câu chuyện thật mà văn học, nhờ như vậy mà văn học mới biết, mới đang biết chắc rằng là Xuân Diệu đồng tính liếng ái thật.
Chứ mấy nhiều nhà văn tên tuổi cũng không biết nữa, nhưng mà khi đọc cái quyển này đó, thì mới biết rõ là Xuân Diệu là như vậy. Còn cái quyển Anh Hùng Bạc Mạng nó cũng là cái bối cảnh tôi viết lại cái trận đánh Sa Huỳnh. Sa Huỳnh Quảng Ngãi đấy. Cả một trận đánh Sa Huỳnh Quảng Ngãi mà anh cô đọng trong một cuốn đấy sách. Là cái đó là tôi nói như vậy. Thật ra nhiều người họ thích cái cuốn đó lắm, nhưng cũng có một số ít họ nói rằng là tôi nói về cái ta của tôi rất nhiều, cái tôi của tôi trong quyển đó. Thì tôi có trả lời một số anh em, tôi nói rằng nếu tôi không nói đến cái tôi thì ai nói cái tôi cho tôi. Trong khi tôi có tâm trạng như vậy. Tôi nghĩ là không phải là anh đưa cái tôi anh ra mà là anh tự sự thôi, anh tâm sự, tự sự. Và cái trận đánh Sa Huỳnh này là trận đánh nổi tiếng lắm. Nổi tiếng. Rất là nổi tiếng trong quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Đến nỗi hiện bây giờ, đang lúc mình đang nói chuyện đây, có một website của Việt Cộng, của sư đoàn 2 Bắc Việt, nó đang phô cái một chương trong cái quyển Anh Hùng Bạc Mạng lên trong đó. Và đang nói về tôi rất nhiều trong cái website của sư đoàn 2 Cộng sản Bắc hiện bây giờ. Cảm ơn anh, em xin đọc lời chia sẻ của khán giả gọi vào với chúng ta đây thưa anh. Anh Henry gọi từ Texas. Em trai của anh Quốc Anh trong gia đình Mỹ Lai yêu cầu ca sĩ Quốc Anh hát bài Mảnh Đời. Xin cảm ơn chương trình đã có chương trình rất ý nghĩa. Mảnh Đời. Nếu có giờ thì anh nhớ là, không? Đó là bài Những Mảnh Đời Rách Nát mà anh viết cho viết cho tâm trạng của tất cả các em Lai Mỹ cũng như cái tâm trạng Lai Pháp của anh. Thì nếu mà có thời gian, cái ngày đó mình nói về còn những đứa con Lai và cuộc chiến tranh Việt Nam cũng được anh, một cũng ý kiến là rất tốt. Mẹ các em chờ đi. Cũng là nói về chiến tranh Việt Nam thôi thưa các anh. Sau đây là anh Hiệp Trương gọi từ San Jose. Chào mừng Trung úy Thi Vân, người lính can trường trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh gửi lời thăm đến ca sĩ Quốc Anh, ca sĩ Trang Thanh Lan. Anh đã gặp Quốc Anh ở San Jose, ở ngày Trường Sa, Hoàng Sa. Anh chúc chương trình Tiếng Hát Hậu Phương luôn luôn thành công vững mạnh. Chúc ca sĩ Trang Thanh Lan lúc nào cũng xinh đẹp, nghĩa sử lúc nào cũng đàng hay. Anh quên chút nghĩa sữa mũm mẻm. Cảm ơn Hiệp rất là nhiều. Cảm ơn Hiệp Trương. Anh nghĩa sữa là lúc nào cũng mũm mẻm hết. Và cái cuốn Anh Hùng Bạc Mạng của anh thì giữa trong hai cuốn á, anh thích cuốn nào nhất? Tiếng Hờn Chân Mây với Anh Hùng Bạc Mạng. Tôi thích cái cuốn Anh Hùng Bạc Mạng. Anh bởi vì sao? Bởi vì nhiều người thích và đã phát hành lần thứ 5 rồi. Là khắp nơi, nhiều nơi như ở bên Pháp, bên Úc, rồi Canada họ đọc rất nhiều về cái quyển đó vì nó thật. Vì những nhân vật chính trong đó hiện bây giờ có tại Cali mình đây. Có nhân vật chính trong sách đó là có một cái nói về những cái trận nói về cái trận đánh Sa Huỳnh mình tái chiếm là thành công. Trong đó cái đại đội tôi là coi như là cái mũi dùi, coi như là nỗ lực chính trong cái tiểu đoàn 21 của tôi đấy. Vì lực lượng của thành mình công. Và lực lượng của tụi nó có tương đồng hay không? Nó hơn mình nhưng mà tại vì cái lối đánh của mình bây giờ nói ra thì nhiều người không hiểu, tưởng rằng tôi đặt ra cũng là bao qua chết chè. Nhưng mà thật ra là trong quân đội đó, là mình cái may mắn của đại đội tôi là tôi lủi như con chuột. Tôi bọc hậu, tôi quánh cái tên nó cũng như quánh ngang không, nó tự nhiên nó tan rã, nó chạy. Trung đoàn nó chạy luôn. Trận đánh cho nên cái sự so sánh, vâng, sự so sánh là coi như là cứ một thằng lính biệt động quân của tôi quánh 16 thằng Việt Cộng. Một chống 16 mà nó thua. Là lúc đó mình đánh nó là lực lượng của nó là một trung đoàn quân số trung đoàn 141 tiểu đoàn. Còn mình là một tiểu đoàn hay là mình một tiểu đoàn, chỉ một tiểu đoàn thôi. Thành ra nên cái trận đánh Sa Huỳnh rất là nổi tiếng. Câu chuyện rất là hào hứng thưa quý vị, nhưng mà chúng ta cũng phải nghỉ giải lao vài phút để phát lại những cái chương trình bảo trợ cho những cái công ty thương mại bảo trợ cho chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Trang Thanh Lan sẽ trở lại với quý vị. Rất cảm ơn sự chờ đợi của quý vị. Thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương đặc biệt được sự bảo trợ của công ty Teletron, một công ty điện tử hàng đầu của nước Mỹ, của cộng đồng hải ngoại chúng ta. Đến với Teletron, chúng ta sẽ mua sắm những cái vật dụng trong nhà giống như là tủ, giường, bàn, ghế, nệm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy lạnh, tất cả đều sản xuất tại Italy. Và đặc biệt nhất là một cái ghế massage mà được các đồng hương rất là ưa thích và khen ngợi, đó là chiếc ghế massage Inada của chính bác sĩ Inada người Nhật.
chế tạo theo phương pháp vật lý trị liệu. Teletron có nghĩa có thể nói là một nơi one stop shopping, thưa quý vị. Tới đó chúng ta sẽ thấy là happy vô cùng, không sắm cũng phải sắm những cái vật dụng của Teletron, thưa quý vị. Và điện thoại liên lạc với Teletron 1877 892 6999, 1877 892 6999. Và quý vị có thể vào trang web của Teletron www.teletronusa.com. Và chúng ta trở lại với anh Trung úy Trần Thi Vân cũng như là Trung sĩ Nhất Nguyễn Nhân Tiến. Thì cái cuộc đánh, cuộc chiến của anh ở Sa Huỳnh thì anh đang nói hấp dẫn quá thì em lại quảng cáo. Cho nên bây giờ em mời anh nói tiếp đi anh. Thưa anh, trở lại cái trận đánh Sa Huỳnh, một trận đánh nổi tiếng mà trong quân sự Việt Nam Cộng Hòa không thể bỏ, không có quê, không có bỏ qua được. Thì xin anh cho biết lúc đó tiểu đoàn mình đánh với nó là một trung đoàn. Thưa anh, quân số của mình đủ không anh? Quân số đủ, nên là tiểu đoàn mình, quân số. Quân số thì nó đúng ra có đầy đủ, đầy đủ. Yeah. Như trường hợp đầy đủ tôi thì nó thiếu. Yeah. Trường hợp tôi thiếu là vì trên đường tiến quân từ Mộ Đức. Yeah. Đi bộ tiến quân để mà đi lần vô tới Đức Phổ để mà vô mặt trận Sa Huỳnh đó. Yeah. Thì mới tới ngang cái chỗ nó gọi là Quán Hồng. Yeah. Cũng thuộc về cái quận Mộ Đức, còn trên phần đất Mộ Đức. Thì tôi tạm thời cho dùng quân nghỉ chút. Ai về không ngờ có hai chiếc trực thăng nó bay từ Chu Lai, từ đâu hướng ngoài Đà Nẵng nó bay vô Sa Huỳnh. Nó bay vô nó không tác, hai chiếc trực thăng không phải là gunship. Yeah. Hai chiếc trực bay thường thôi. Nó bay vô làm sao không biết. À, cũng có thể là gunship. Nó bay một, nó bay cập cập trên quốc lộ, trên đầu quốc lộ 1 á. Yeah. Nó bay vô, có một chiếc bị giật cộng phía tây, tức là phía đường rẽ xưa bên phía tây là phía tây của quốc lộ 1, nó bắn lên một chiếc rớt. À, nó đứt đường, nó quay luôn, nó đi luôn. Yeah. Nó lạng quạng, nó đi luôn. Yeah. Còn một chiếc nó nhìn về phía đông, tức là nó thấy đại đội tôi đang phía đông của quốc lộ 1. Yeah. Đang lính tráng tùm lum, nó tưởng là cái đám này đám gì cộng. Ồ, nó ngộ nhận. Nó ngộ nhận, nó bắn xuống. Oh. Mà nó bắn nhẹ, rốc chết cho bắn. Nó nhẹ rốc chết cho bắn nữa chứ không phải đại liên ra đành rồi cùng rốc cái. Chuyện thành ra đại đội tôi bị thương và chết 31 người. Yeah. Trong đó có hai sĩ quan. Chuyện cái đó giống như mình bắn mình hả? Đó thì vâng. Chuyện ngộ nhận trong chiến tranh. Tại sao? Mà mình liên lạc không được. Nó thấy loi nhoi dưới này nó tưởng là Việt Cộng. Bởi vì có chiếc bị bắn. Tại sao tự Việt Cộng được anh? Mình có áo lính, mình có mũ này kia mà tại đấy, sao? Đấy, nó, thì nó mới gọi là ngộ nhận. Mình đâu có kịp thấy cái khói đỏ để báo cho nó cho đó. Nó thấy. Như thế, rồi sau đó là nó đi. Nhân đây nói luôn là ở cái mặt trận Quảng Trị đó. Cái phim mà trên đường tái chiếm Quảng Trị đó. Cổ thành Đinh Công Tráng đó. Trên đường tiến quân dọc theo bờ biển. Thì tôi cũng bị, tôi và đại đội một đại đội 2 cũng thuộc về 21 bị tàu bay gunship của Mỹ nó cũng bắn lầm vậy. À, nó bắn xuống, tôi cho lính bắn lên liền. Yeah. Bắn lên một cái chiếc nó rớt, chiếc trực thăng rớt ra ngoài, tôi có viết trong sách. Yeah. Tôi không ngán, tôi không ngán chiếc của Mỹ. Không, tàu bay là của Mỹ. Chiếc gunship của Mỹ, chiếc Cobra đó. Dạ, dạ. Lý do gì mà anh bắn? Thì nó ngộ nhận. Cái chú lắm thì tụi tôi dưới này là dùng 72 đó hả? Đại liên và 72 bắn rớt luôn. Bắn ra nó rớt vào biển luôn. Yeah. Còn cái chiếc này tôi biết Việt Nam tôi nhịn. Tôi nhịn chứ tôi không bắn. Chứ đáng tôi bắn lính nó sắp đại liên ra bắn tôi không cho. Yeah. Tôi không cho. Một sự đáng tiếc, một sự ngộ nhận đáng tiếc không thể tránh được trong bất cứ cái chiến tranh nào. Chương trình hấp dẫn quá. Cho nên vừa bị thương vừa chết cho 31 người. Vâng. 31 người trong cái trận đó. Dạ. Tức là 100, còn lại có 70. Yeah. Đại đội tôi còn 70 đó là coi như phân nửa. Dạ, yeah. Yeah. Em xin phép hai anh cho em đọc những lời chia sẻ của quý vị đang chia sẻ với anh đây. Chị Thu Hà ở Virginia, chị yêu cầu ca sĩ Quốc Anh hát bài Ước Mơ Ngày Về. Ước Mơ Một Ngày Về. Chị chúc Đài Hồng Việt ngày càng có nhiều chương trình hay để phục vụ khán giả. Anh Điền gọi từ Iowa. Anh cảm ơn Trung úy Thi Vân đã hy sinh nửa mình để bảo vệ quê hương miền Nam mình. Anh nghe nói hai quyển sách của chú Thi Vân rất hay và muốn hỏi thông tin để mua những cuốn sách này, anh gửi lời thăm đến Nghĩa Sữa, gửi lời chúc sức khỏe đến ca sĩ Trang Thanh Lan duyên dáng và nam danh ca Quốc Anh. Anh hy vọng một ngày nào đó để anh có dịp gặp lại mọi người ở Iowa. Thì Điền, này là ông Bột Xô rồi, Điền Ý Chí đi cũng sẽ gặp lại tháng 11 thôi. Cảm ơn Điền rất là nhiều. Cảm ơn Điền. Cảm ơn quý vị đã yêu cầu bài Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về trong chương trình hôm nay. Nó rất là hấp dẫn. Rất là sôi nổi, thành ra cái thời giờ nó eo hẹp lắm. Hy vọng có dịp Quốc Anh sẽ hát cho quý vị. Dạ, anh Quốc Anh sẽ trở lại nữa với chúng ta, quý vị đừng có lo quý vị. Và chị cứ nói Điền đi, em đem hai cuốn sách đó cho qua cho Điền. Nghĩa Sữa nói là sẽ đem hai cuốn sách đó qua cho Điền 29 tháng 11. Phải không? 29 phải không? Tụi mình đi phải không?
À, rất là cảm ơn anh Trung Úy Trần Thi Vân với anh Trung Sĩ Nhất Cửa Nhân Tiến. À, trong cái cuộc chiến mà anh nói, giống như anh diễn tả những cái nơi anh đã từng đi qua, anh đã từng có những kỷ niệm gì đó, hoặc là sau khi anh rời chỗ đó đi, thì em nghĩ thế nào trong cái một cái một đời lính của các anh, thế nào cũng phải có một vài kỷ niệm để lại nơi cái nơi mình đóng quân, rồi sau đó mình rời cái nơi đó để mình đi nơi khác. Thì em hôm nay hay quá, em lựa cái bài hát này cũng rất là phù hợp với chương trình của chúng ta, một bài hát được mang tên Trả Lại Em Thành Phố Này của nhạc sĩ Trang Thủy. Anh viết năm 1966 trong cuộc hành quân giải tỏa Tam Quan, quận Bồng Sơn, Quy Nhơn. Năm 1966, khi còn là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Bản nhạc này anh viết từ cảm xúc của một quân nhân đang đứng trước cảnh hoang tàn đổ nát. Nơi đó có nhà thờ ấp Đệ Đức, chỉ còn lại trơ trọi bốn bức tường. Tuy nhiên, vào buổi chiều vẫn có các con chiên quanh vùng lác đác đến quỳ trước thềm nhà thờ để đọc kinh. Có người còn rưng rưng ngấn lệ, nhưng người lính tổng trừ bị không thể ở lại mãi một nơi để giữ gìn cho em gái hậu phương được vui với yên bình. Họ phải ra đi và trả lại em thành phố này. Em xin mượn bài hát này để tặng quý vị khán giả của chương trình Tiếng Hậu Phương cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hai anh đây, Hoàng Nghĩa Sứ. Cảm ơn nghệ sĩ giỏi tài. Dạ em xin phép em đọc thêm lời chia sẻ nữa để mình vô chương trình với anh nữa.
anh thiếu tá Trần Đình An gọi từ Texas. Anh gửi lời thăm đến Trung úy Thi Vân. Anh không biết Trung úy Thi Vân có tin tức gì của thiếu tá Ngô Văn Mai hay không? Ngô Văn Mai, nếu biết thì cho anh biết thêm chi tiết và anh xin gửi lời thăm đến thiếu tá Ngô Văn Mai. Rất tiếc rằng không có liên lạc được anh Mai. Thành thật cảm ơn thiếu tá, nhưng mà không liên lạc được anh Mai. Dạ, cảm ơn anh. Cũng như là em có hay có thắc mắc lắm. Em thắc mắc nhiều cái vô đời tư lắm. Trong lúc anh đi hành quân như vậy, như là cái bài trả cho em thành phố này, anh dừng chân nơi này rồi anh tới nơi khác, thì anh có để lại một mối tình nào đó hay là một cái kỷ niệm nào đó với các em gái hậu phương không thưa anh? Thì cái đó là một thành thật mà thưa, nó cũng là cái bệnh đó. Cái bệnh của lính. Cái bệnh của lính, nó nôm na lính mà em. Yeah. Thành ra đi ta đâu thì không nhiều ít, cũng phải vướng phải một chút này cô hay này quá, cô cái câu này, câu này em chịu nhất nói. Đó là anh thiệt hà thì tôi cũng có. Nhưng mà cái sâu đậm nhất, cái mầm đời lính và tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ, mặc dù bây giờ đã có vợ rồi. Là nhớ cái mối tình ở Quảng Ngãi đó, cái chỗ mà trước khi xuất phát để mà tiến quân về Sa Quỳnh đó. Tại vì đóng quân trong nhà cô ấy. Đóng quân trong nhà cô ấy rồi đùng một cái đánh sâu trận Sa Quỳnh một năm sau. Đúng Sa Quỳnh là đầu tháng 3 73. Thì tôi bị thương cũng tại Mộ Đức. Cách nhà cô bồ đó đâu khoảng 2 cây số. Cũng thuộc về Mộ Đức, cũng vào tháng 3 74, tức là sau một năm. Đúng, tức là cô bồ đó là bà xã bây giờ hay là sao thưa anh? Nó hơi bí mật một chút. Thì là cuối cùng tôi bị thương đưa về dưới Tân Nằm như nãy mình thưa. Thì là cô ấy có ra thăm, cô nghe. Cô nghe đồng bào nói rằng có một ông bị đồng quân bị thương đầu kia kìa. Thì là đại đội đó mới ở trong nhà cô ta, mới đi tới đó mà. Thì cô đoán biết liền cô tới, thì cô nghe như vậy, cô có ra Duy Tân cô tìm thăm. Nhưng mà tôi dặn lính, mấy người lính mà ở để giúp tôi tại bệnh viện đó, tôi nói rằng đi rồi, anh không muốn cho gặp. Không cho gặp thì không để ra cho người. Thì cô ấy có nói rằng ủa bộ bị nặng lắm sao mà đưa đi xa vậy. Tội quá. Cứ nói láo là đưa đi tổng y viện Cộng Hòa Sài Gòn. Nó bộ bị nặng lắm sao mà đưa đi xa vậy. Thì cái người lính nó không biết, có lẽ đưa đi vậy. Rồi sau này không? Anh có gặp lại không thưa anh? Bây giờ tại vì tôi lúc đó tôi có bà một người vợ rồi. Rồi gặp cô này cũng là bồ. Thành ra rồi nhiều con cái nó ở đây, bây giờ mình nói ra rồi nó không hay. Không sao, em nghĩ là chị nhà với các con cũng thông cảm. Anh đời trai trẻ thời chinh chiến thì có những mối tình, có những năm. Bởi vậy mới có bài ca Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương để ca ngợi những mối tình của các anh trai tiền tuyến với các em gái hậu phương. Em nghĩ là ở nhà anh cũng phải thông cảm cho anh và thương anh, chứ không hết có đâu mà giận. Ông anh đang khó, đang khó khăn gia đình, khó khăn gia đình, bị rồi. Ôi vậy hai ông, em xin lỗi anh. Em nghĩ chị ok em. Trở lại cái chuyện trận sao hình một chút xíu đây. Rất là hấp dẫn. Thưa anh, một tiểu đoàn của chúng ta đánh một trung đoàn Việt Cộng, tức là mình 1-4. Riêng đại đội của anh sau khi bị ngộ nhận một trái rocket này đã làm 30 nhân mạng 21. của chiến sĩ 31 chiến sĩ biệt động quân chết oan uổng, tức là anh chỉ còn có 70 thôi. Và khi đụng trận với cái quân số 70 của riêng đại đội anh, là đại đội mấy thôi anh? Đại đội 1. Đại đội 1. Mà đánh với nó coi là mình, nếu mình chia ra như là anh đã nói là một người lính biệt động quân đánh với 16 thằng Việt Cộng. Đó, nói vậy đó. Và kết quả của trận đấu đó là mình thắng. Chiến lợi phẩm của mình lúc đó là được chắc là nhiều lắm phải không anh? Chiến lợi phẩm hả? Dạ. Đó, trong sách tôi có nói một câu mà anh em trong quân đội chắc có lẽ là cũng lấy làm lạ mà cũng mới biết chắc rằng như vậy. Tôi có nói trong quyển sách Anh Hùng Bạc Mạng, trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có cấp đại đội nào? Tôi nói, dám nói một câu chứ. Trong một trận đánh thôi mà tịch thu tới 106 khẩu súng. Trong đó có một cây phòng không 12-18, tức là cái loại bắn tàu bay đó. Đó, 106 khẩu. Bắt sống 19 thằng. Nhưng tôi không nói bắn chết. Bắn chết thì loạn cào cào, bây giờ mình nói 200-300 thì nó nói láo. Không đếm được xác nổi. Thành ra không nói. Không đếm được xác nổi. Nhưng mà bắt sống giao cho sư đoàn 2 bộ binh của tướng Nhật là 19 thằng. 19 thằng tù binh. Sau cái chiến công đó, cái chiến thắng đó, em chắc chắn là ở cấp bậc lúc đó là anh đã lá là trung úy rồi chứ, vào anh trung úy đại đội trưởng. Thì
thì là em chắc chắn là anh được có được tưởng thưởng anh Dũng Bùi Tinh là kem lành ra nhành riêng liễu. Cảm ơn Quốc Anh. Chắc chắn phải có. Chính cái điều này cho nên tôi mới viết cái cuốn Anh Hùng Mặt Mày. Là vì khi mà chấm dứt cái trận đánh, lúc đó đại đội tôi đang ở ngoài cái cửa khẩu Sa Huỳnh. Sa Huỳnh nó có cái bệnh, tàu bè ra vô được. Tôi đóng quân ở trên cái coi như chấm dứt ông Bom Ranh rồi đó. Tôi đang ngồi ở chỗ cái cửa khẩu, nó có khúc cây bự. Ở đâu cái hồ mà lụt lậu nó trâu đâu, cái đời nào nó táp vô bên cái bờ đó. Tôi leo lên cái khúc cây tôi ngồi. Ngồi đông đưa tôi ngồi đây chi. Tôi chờ tàu bay đó bỏ mấy ông cấp lớn xuống để gắn cái lon đại quý cho tôi. Tôi đang ngồi chờ và tôi nói lính biết sắp sửa sẽ có cái lon đại quý gắn cho tôi tại mặt. Tức là anh được sẽ được đặt cách đặt quân tại mặt trận. Đấy, gắn lon đại quý gắn cách tại mặt trận. Nhưng không. Lý do. Nhưng không. Cuối cùng ba năm ngày đâu khoảng năm ngày sau. Thì là tất cả vũ khí triển lãm ở Bộ Chỉ huy Trung đoàn 6 sư đoàn 2 bộ binh của tướng Trần Văn Nhật đang triển lãm của Biên đoàn quân. Thì để cái bản Biên đoàn quân cây 12 ly 8 đó, 12 ly 7 có để cái bản gỗ chiến lợi phẩm của tiểu đoàn 21 Biên đoàn quân. Dài dài, mấy trăm khẩu đây, riêng đầy đầu tư 106 khẩu. Đầu kia là có sư đoàn 2 có một nhúm thôi, có mấy chục khẩu. Khi Tổng thống Thiệu tới thăm và phái đoàn tướng tá cũng như là báo chí Sài Gòn tới đó thăm chiến lợi phẩm này, thì ông Nhật bắt tất cả các sĩ quan ra đứng ở sau để mà đứng hai hàng để mà chào tổng thống, đón rước tổng thống. Thì ông cho người vô quán đổi thấy cái nào có Biên quân đổi thành sư đoàn 2, cái nào có sư đoàn 2 mấy chục cây ở đầu kia kìa của 21. Cho nên khi ông Thiệu vô thì đâu có biết cái này là của 21 có Biên quân, cứ vô vậy rồi thì lấy gì tôi lên đại quý. Nói về quân đội, tức là nếu lên nhà quý tức là đặt cách mặt trận. Nhưng nó không có chiến lợi phẩm, lấy cái gì mà ách tác để mà đề nghị Trung Quý Văn là đại quý. Dạ, anh nói vậy tụi em hiểu rồi. Dạ, thưa anh, em cảm ơn những chia sẻ anh rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ em xin thưa với anh là anh có hưởng trợ cấp của chính phủ không thưa anh? Bây giờ thì nói đúng ra thì Hương Tập này thì hưởng SSI đó. Dạ, dạ. Cái của Mỹ đó thì được 800 mấy. Chương trình thương phế binh thì thưa anh có được tiêu chuẩn gì không thưa anh? Cảm ơn anh không? Không, không, cái đó tôi còn giúp về Việt Nam nữa mà. Tại, tức là mình ở đây. Mình chứ ở đây. Tôi còn giúp về Việt Nam. Cảm ơn anh người chia người thương phía bên Việt Nam. Chương trình thương phía này là tôi là người đầu tiên làm chứ không phải là hạnh nhân. Chứ không phải là trúc hồ bây giờ. 30 năm trước tôi đã làm cái chương trình thương phía bên này rồi cho các quân binh chủng. Gửi về, xe lăn về cho trong nước rồi. Chứ băng làm đầu tiên trên. Vậy là cũng công đức vô lượng rồi anh. Tuy nhiên bây giờ cô hạnh nhân và trung tá hạnh nhân mới làm thì tôi cũng có ủng hộ. Dạ, dạ, anh cũng góp một bàn tay để giúp đỡ các chiến hữu mình cùng một hoàn cảnh với mình. Một cái câu hỏi cuối cùng của em là thưa anh có lời nhắn nhủ gì các bạn đồng đội, các cựu chiến sĩ của anh hay không thưa anh? Thì nó đúng ra thì cái đó anh em chiến hữu tới ngày nay là kể như là đã gần 40 năm mất nước. Dân tộc mình sống với chế độ cộng sản thì nó quá đau thương rồi. Bây giờ anh em ở đây thì quá hiểu quá nhiều rồi, không cần phải, nhưng mà tất cả cái tâm huyết không nói ra bằng lời nhưng mà hiểu nhau. Chắc có lẽ là em nghĩ các phải anh có một chiến sĩ đánh cuối cùng. Em nghĩ các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở khắp nơi 50 tiểu bang nước Mỹ cũng đã nghe những tâm sự của anh Trung úy Trần Thi Vân rồi. Thì bây giờ để kết thúc chương trình, cũng như theo lời yêu cầu của quý khán giả chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, Trang Thanh Lan và anh Quốc Anh cũng sẽ hát một bài để tặng quý vị trong buổi tối đêm nay. Kính chúc quý vị một đêm bình yên và hạnh phúc. Bài hát Hoa Xoan bên thềm phủ hình.
rằng giặc tràn qua thôn xóm. Gieo bao đau thương bao điều tàn từ ngày anh vắng xa. Nay qua bao thương yên bình rồi, nhà nhà lên hương ngát. Như hương hoa xoan vang bên thềm, nhẹ nhàng như ngất say. Phương đến đây là chúng ta tạm chia tay. Trang Thanh Lan, anh Quốc Anh cũng như Trung Quý, Trần Thi Vân và Nghĩa Sữa kính chào tạm biệt quý vị. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7-8 giờ giờ Cali. Xin kính chào. Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất 100% tại Nhật Bản với